Sau khi thông báo đường ai nấy đi, Hoàng Oanh và chồng cũ vẫn đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Mới đây, anh đã chia sẻ bức ảnh vui vẻ bên Hoàng Oanh và con trai Max sau lùm xùm bị nghi đưa tình mới đi du lịch. Vào giữa tháng 4 vừa qua, người hâm mộ từng ngỡ ngàng hụt hẫng khi nữ MC Hoàng Oanh lên tiếng xác nhận thông tin chia tay chồng Tây sau 3 năm gắn bó. Bài đăng của người đẹp nhận về vô vàn bình luận đồng cảm và động viên từ bạn bè khán giả. Từ sau khi chính thức đường ai nấy đi, mọi động thái của cặp đôi này vẫn nhận được sự quan tâm của netizen. Gần đây, dân tình nghi vấn chồng cũ nữ MC đã có tình mới khi thường khoe ảnh thân thiết bên một cô gái lạ. Dẫu vậy nhưng Saekon vẫn đăng tải hình ảnh cùng Hoàng Oanh và con trai chung. Trên trang Instagram cá nhân, chồng cũ nữ diễn viên phim Tháng Năm Rực Rỡ bất ngờ đăng tải story, bức ảnh chụp của anh cùng Hoàng Oanh và cậu con trai chung của cặp đôi. Trong ảnh, cả ba thành viên đều nở nụ cười rất tươi tắn và vui vẻ. Không chỉ vậy, Saekon còn tâm sự về việc nhớ nhung ký tự của mình. Chồng cũ Hoàng Oanh chia sẻ, "Missing this happy boy so much", tạm dịch, nhớ cậu bé vui vẻ này nhiều lắm. Trước đó, chồng cũ nữ diễn viên Tháng Năm Rực Rỡ gây chú ý khi thường xuyên chia sẻ ảnh du lịch bên cô gái lạ. Nhìn vào những hành động tình tứ của hai người, cư dân mạng đoán rằng đây là tình mới của chồng cũ Hoàng Oanh. Dân tình thắc mắc liệu đây có phải là động thái của Saekon nhằm ẩn ý phủ nhận tin đồn có tình mới hay không. Ngay sau đó, nàng á hậu đã hủy theo dõi chồng cũ trên Instagram như một động thái cắt đứt mọi liên hệ. Trong khi đó, Saekon vẫn giữ nguyên lượt theo dõi vợ cũ và con trai. Không chỉ vậy, nữ MC còn đăng dòng trạng thái khá tâm trạng, khiến dân tình càng nghi vấn hơn. Cụ thể, Hoàng Oanh chia sẻ, điều khó nhất trong một đoạn đời có lẽ là sống tử tế với những người đã không hề tử tế với mình, nhưng vẫn dễ hơn là sống lỗi như họ. Biết ơn đời cho con nắng và hoa, cây xanh và bóng mát, có mẹ, cha, anh chị em và con trai nhỏ bé. Mỗi ngày qua là một khởi đầu mới tốt đẹp hơn. Thời điểm còn trong mối quan hệ hôn nhân, MC Hoàng Oanh một mình đưa con trai vài tháng tuổi sang Singapore đoàn tụ với chồng. Thời điểm đó bé vừa chào đời, còn rất nhỏ, nhưng cô vẫn muốn cả nhà sống bên nhau, con trai được ba ôm ấp chăm sóc như những đứa trẻ khác. Nữ MC chấp nhận hy sinh công việc nghệ thuật, đối diện với nhiều khác biệt ở lối sống tại nước ngoài và phải tiết kiệm hơn việc không đi làm, chỉ với mong muốn ba thành viên ở cạnh nhau. Nữ MC sinh năm 1990 cũng tiết lộ, 2 năm ở bên Singapore, thực sự tôi chỉ có một mình, có thời gian trầm cảm sau sinh. Một mình cô quán xuyến chăm sóc con, lo việc nhà, như đi chợ nấu cơm, chạy đôn chạy đáo lo các thứ. Hoàng Oanh cũng từng chia sẻ với diễn viên Trường Giang, trong dịch Covid-19 năm 2020 và 2021, khi mọi thứ bên ngoài căng thẳng, có con nhỏ bên cạnh, nên ngày nào bà mẹ trẻ cũng thấy vui. Đặc biệt vui hơn khi thấy con từng ngày biết thêm những cái mới, như tập bò, tập đứng, tập nói. Có thể thấy sau biến cố hôn nhân, Hoàng Oanh dần cân bằng lại cuộc sống, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Mặc dù đã chia tay, nhưng Hoàng Oanh và chồng cũ đều giữ mối quan hệ tốt đẹp, không ngại tương tác với nhau trên mạng xã hội. Cả hai luôn hỗ trợ nhau trong việc chăm con. Theo dõi trên mạng có thể thấy, sau ly hôn, Hoàng Oanh với nhan sắc cực xinh đẹp với thần thái tươi tắn và rạng rỡ. Người đẹp đang thoải mái tận hưởng cuộc sống của riêng mình giữa lời bàn tán từ dư luận. Bên cạnh đó, khi con về quê nhà, ông bà ngoại cũng tiện hơn trong việc chăm sóc cháu cưng. Hoàng Oanh yên tâm mỗi khi đi làm sẽ có người hỗ trợ mình bên cạnh bé Max. Tuy nhiên, nữ MC luôn dành thời gian cho quý tử, đưa bé đi chơi, du lịch khắp nơi khi sắp xếp được thời gian. Nữ nghệ sĩ mong muốn bản thân vững vàng về tinh thần lẫn thể chất để có thể cho con trai một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc nhất. Cô luôn biết ơn thời gian qua, luôn được gia đình bạn bè bên cạnh động viên sau đổ vỡ cuộc hôn nhân với ông xã ngoại quốc.